Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Là Vinh Hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những điểm tin chính của chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Kính thưa quý vị, tình hình mưa, bão, lũ lụt ở Trung Quốc hiện đang hết sức nghiêm trọng. Không chỉ bão tố mịt mờ đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc, mà rạng sáng ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7 năm 2023, tại phía tây của thủ đô Bắc Kinh lại xuất hiện thêm một trận động đất mạnh với cường độ 8,5 độ Richter, làm rung chuyển toàn bộ quảng trường Tiananmen và cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình. Trận động đất trên đã ngay lập tức biến những dòng nước tụ ở con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mekong đồng loạt biến thành một trận sóng thần khủng khiếp, cao tới 40m. Có lúc dữ dội, cột sóng của sóng thần vút lên cao tới 70m, nhấn chìm một căn cứ quân sự của tỉnh An Huy và ở Quảng Đông. Nó phá hủy một sân bay, một bến cảng ở thành phố Thượng Hải. Ngoài ra, dòng nước lũ còn cuốn trôi 3.268 căn nhà, 1.779 xe hơi và 10.000 hecta đất hoa màu bị tàn phá. Hàng triệu người dân của Trung Quốc tiếp tục phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Người dân Trung Quốc đại lục bây giờ được cho là thiếu thốn đủ đường, từ lương thực đến thuốc men, đến gói mì tôm cũng phải chia nhau ra ăn. Hiện có khoảng 800.000 người dân đang chịu cảnh mưa lũ, đành phải khăn gói quần ướt định vượt biên sang đất Việt Nam, nhưng tất cả bị chặn lại bởi lực lượng chức năng và bộ đội biên phòng vùng biên giới của Việt Nam đang chốt chặn. Họ không còn cách nào được, đành phải trèo lên những đỉnh núi cao để tránh lũ. Và lợi dụng tình hình bão tố phong ba của người đứng đầu Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng kêu gọi Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Myanmar, Singapore, Philippines, Indonesia và cả Lào, cũng như Campuchia, ủng hộ lương thực, thuốc men và tiền cho người dân của Trung Quốc đang gặp lũ lụt. Được biết, trong bài phát biểu kêu gọi các nước ủng hộ lương thực, thuốc men, tiền cho Trung Quốc, ông Tập đã nói rằng nếu nước nào ủng hộ Trung Quốc nhiều trong giai đoạn này thì giai đoạn sau Trung Quốc sẽ hỗ trợ các nước đó hết mình về lương thực, thuốc men để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết không nên tin vào phía Trung Quốc hứa, bởi vì phía Trung Quốc thường nói một đằng làm một nẻo. Bằng chứng rõ rệt nhất là đó là chính quyền ông Tập Cận Bình nói rằng sẽ cam kết không gây cổ và gây hấn ở ngoài Biển Đông. Nhưng trên thực tế, Hải quân của Trung Quốc đang điều tàu chiến, máy bay ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật, thị uy sức mạnh cũng như là dương ngoài với các nước trong khu vực, đồng thời thách thức thế giới bất chấp luật pháp quốc tế. Thế nhưng trong bài phát biểu thì ông Tập Cận Bình đã ngon ngọt nói rằng tất cả các hàn viện trợ Trung Quốc đều phân phát cho những người dân Trung Hoa đang bị cảnh nước mất nhà tan vì bão tố và lũ lụt hoành hành tại Trung Quốc. Được biết đây là lần thứ ba ông Tập Cận Bình lên tiếng kêu gọi các nước ủng hộ cho người dân của Trung Quốc. Ông ta cũng không quên cảm ơn chính phủ Việt Nam đã ủng hộ 100.000 đô la Mỹ cho người dân của Trung Quốc trong các đợt lũ vừa qua. Ông nói rằng đó mới chính là người bạn tốt và 16 chữ vàng, các nước nên học tập chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, hiện số tiền mà Việt Nam cũng như một số nước ủng hộ cho người dân Trung Quốc đã bị chính quyền ông Tập Cận Bình chặn mất và tiêu xài, đồng thời đầu tư vào quân sự, nhất là đầu tư và đóng mới một con tàu chiến để đem ra ngoài Biển Đông gây hấn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không hề đem số tiền đó để phân phát cho người dân bị lũ lụt. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trên thế giới đến thời điểm hiện tại không có một nước nào ra tay ủng hộ Trung Quốc. Ngoài chính quyền Thủ tướng Hun Sen, thế giới nói rằng họ rất thương người dân của Trung Quốc bởi vì 69 ngày đêm vừa qua, đất nước này liên tục gánh chịu hậu quả của mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời trừng phạt. Tuy nhiên, họ không mấy tin tưởng vào người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà các nước bảo nhau nhất định không chuyển tiền ủng hộ cho Trung Quốc nữa. Trên thế giới chỉ có một nước duy nhất chuyển 2.000 tấn gạo, 3.000 tấn mì tôm và 6.000 đô la cho phía Trung Quốc. Đó chính là Campuchia của ông Hun Sen. Bởi vì Thủ tướng Hun Sen được cho là rất thân với ông Tập Cận Bình. Chính vì lẽ đó mà người Trung Quốc đang ở đất Campuchia rất đông. Campuchia còn có cả một khu đô thị chỉ dành cho người Trung Quốc đại lục. Mục đích của ông là muốn lấy lòng ông Tập Cận Bình, muốn đi đêm bắt tay cấu kết với cả Trung Quốc để phản lại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Mục đích của Campuchia là lên làm bá chủ của khu vực này. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là quá phũ phàng khi vào đêm ngày hôm qua, 1 tháng 7 năm 2023, lúc 23 giờ đêm giờ địa phương, tờ báo nổi tiếng của Hoa Kỳ mang tên CNN đã đưa một cái tin được cho là quá bức xúc khi mưa bão đang ùn ùn đổ ập vào Trung Quốc. Nhưng người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, ông Tập lại đang điều tàu chiến máy bay đem rất nhiều bom và tên lửa tiến sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
để thực hiện bắn đạn thật, thị uy sức mạnh cũng như thách thức thế giới. Tờ báo của Mỹ cho biết Trung Quốc lại ngang ngược điều ít nhất 4 tiêm kích và tàu chiến tiến sát ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngoài khơi Biển Đông. Các hình ảnh vệ tinh cũng như là đoạn video clip của tờ báo Mỹ cho thấy có ít nhất 4 tiêm kích của Trung Quốc xuất hiện quanh quần đảo Phú Lâm, bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn. Không lâu sau đó thì chính phủ Mỹ ra tuyên bố chính thức bác bỏ hầu hết các yêu cầu vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời nói rằng nếu như Trung Quốc mà gần hơn với Việt Nam thì Mỹ sẽ ra tay trừng trị Bắc Kinh để trả lại bình yên cho Biển Đông cũng như cho thế giới. Mỹ nói rằng Việt Nam là ưu tiên số 1 ở khu vực Đông Nam Á đối với chính phủ Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà Tổng thống Mỹ, ông Biden đã nói rằng sẽ ra tay ủng hộ Việt Nam. Đứng trước những cái âm mưu thủ đoạn nham hiểm của Trung Quốc, tờ báo Vietnamnet của Việt Nam đã đưa ra một bài viết lúc 17h46 phút ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7 năm 2023, Việt Nam phản đối Trung Quốc điều tiêm kích ra Trường Sa. Tờ báo Vietnamnet viết chi tiết như sau: Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã lên tiếng phản đối phía Trung Quốc điều tiêm kích tàu chiến ra bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để diễn tập trái phép. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng hôm nay đã cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Hà Nội nói rằng mọi hoạt động tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và là vô giá trị, không có lợi cho hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông. Còn theo tờ báo Tuổi Trẻ của Việt Nam cho biết, tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày hôm qua mùng 1 tháng 7 năm 2023, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Việt Nam sẽ kiên quyết phản đối việc Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, điều tàu chiến ra đảo Subi và bãi đá các Vành Khăn để bắn đạn thật. Được biết trước đó, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt các tàu chiến và máy bay tiêm kích Su-30 đến bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để tập trận bắn đạn thật. Thế giới nói rằng hành vi trên của phía Trung Quốc đã làm xáo trộn ở khu vực Biển Đông, làm mất an ninh, an toàn cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất thế giới. Nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt, phản đối phía Trung Quốc khi đem tàu chiến và máy bay tiến ra Biển Đông để dương ngoài và thách thức các nước trong khu vực. Các nước nói rằng nếu như Trung Quốc còn động vào vùng lãnh thổ của Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức sẽ hợp tác với cả Việt Nam, cùng các nước sẽ bắt tay nhau trừng trị Trung Quốc để trở thành cùng bắt tay nhau trừng trị Trung Quốc để trả lại bình yên cho Biển Đông trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới Biển Đông. Khi hôm qua, hãng CNN của Trung Quốc cho biết ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã điện đàm trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Leo Austin, và tất cả các cuộc điện đàm hôm qua dài tới 2 tiếng đều liên quan tới tình hình Biển Đông. Cuộc điện đàm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với những hành động đơn phương vô lý của Trung Quốc. Trong cuộc điện đàm thì có một số thông tin được tiết lộ rằng nếu như trong thời gian tới mà Trung Quốc còn đi gây hấn ở Biển Đông, nhất là xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam, thì Hoa Kỳ sẽ ra tay trừng trị phía Trung Quốc. Đây là cuộc điện đàm nằm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa, kể từ hồi tháng 5 đến bây giờ. Được biết thì cuộc điện đàm trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc và một số nước trên thế giới đang ở mức thấp nhất trong hàng chục năm vừa qua và liên quan tới nhiều vấn đề như nguồn gốc con virus corona và nhiều yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như là luật an ninh mạng ở Hồng Kông mà Trung Quốc đang áp đặt. Nhân tiện cuộc điện đàm thì Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken cũng như là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã tố cáo Trung Quốc trong thời gian vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình đã triển khai hàng loạt những hành động ngông cuồng trên Biển Đông như điều tàu chiến áp sát những chiến hạm của Mỹ. Ngoài ra, gây hấn trên Biển Đông bằng cách điều tàu hải cảnh và con tàu địa chất Hải Dương 9 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bám đuôi theo rất nhiều giàn khoan của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ, cho tàu hải cảnh đâm vào tàu cá ngư dân Việt Nam, tập trận trái phép quanh hòn đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là những hành động được cho là gây rất nhiều những mối quan ngại cho các nước trong khu vực và gây mất an toàn cho tuyến hàng hải ở Biển Đông. Đề nghị Trung Quốc ngừng ngay những hành động trên, nếu không Mỹ và các nước sẽ kết hợp ra tay trừng trị Trung Quốc để cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bộ trưởng Mỹ, ông Austin hồi tháng trước đã đăng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, trong đó bác bỏ các yêu sách đường lưỡi bò cũng như yêu sách cực kỳ vô lý của chính quyền ông Tập Cận Bình đối với những nguồn tài nguyên dầu khí trên Biển Đông.
Mỹ cũng tố cáo Trung Quốc đều giàn khoan ra khai thác dầu khí trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế. Hãng CNN của Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đang điều chỉnh lập trường đối với các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông để phù hợp với những nội dung thông qua phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016. Khi Tòa trọng tài đã bác bỏ toàn bộ yêu sách của Trung Quốc, còn Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng đề nghị Trung Quốc dừng các hoạt động khai thác trái phép làm phức tạp thêm tình hình, đe dọa hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Hồi tháng 3, Việt Nam đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối các yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc. Quân đội của Trung Quốc gần đây đã nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật quanh quần đảo của Đài Loan với các khí tài hiện đại bậc nhất của Bắc Kinh, đồng thời tiến hành hàng loạt các chuyến bay áp sát buộc lực lượng phòng vệ Đài Loan phải điều tập kích để ngăn cản. Mỹ cũng đã liên tục triển khai các chiến đấu cơ và tàu sân bay quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để chặn những hành động bành trướng của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trước tình hình Biển Đông đang hết sức dậy sóng bởi phía Trung Quốc liên tục có những hành động cho là trái với luân thường đạo lý, tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật, ông Kishinobu, đã cảnh báo Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt nếu như tiếp tục thay đổi hiện trạng trên Biển Đông bằng vũ lực. Ông Nobu nhấn mạnh rằng bất kỳ ai có ý định thay đổi hiện trạng bằng vũ lực đều phải trả giá đắt. Nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quân sự hóa các bãi đá ngầm trên khắp Biển Đông là không tôn trọng các nước trong khu vực, nhất là không tôn trọng khối ASEAN, bởi vì phía Trung Quốc đã ký một hiệp ước COC với ASEAN là không bành trướng và gây xáo trộn ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang làm điều ngược lại và tất cả các nước đang rất quan ngại đối với những hành động ngông cuồng của Bắc Kinh. Và liên quan tới những vấn đề trên, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thu thập gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.